Chào mừng anh em đến với chuyên mục Nói Linh Tinh về Chainsaw Man trong lúc chờ chương mới. Nói trước là trong video này tôi sẽ chém gió cực mạnh về những chủ đề đang được fandom Chainsaw Man bàn tán hiện nay. Tại có nhiều bình luận thú vị quá nên tôi không ngậm mồm được. Dù mấy thứ tôi nói ra nghe ảo mà thế nào thì mong anh em đã click vào video này cũng nghe cho hết. Nào, vào chủ đề luôn. Một, điều ước của Denji. Ở chương 116, Asa đã hứa rằng nếu họ thoát được ra ngoài thì Denji muốn gì cô sẽ chiều theo. Tôi đọc bình luận thấy có một bạn nhắc đến điều này và nghĩ ngay đến vài thứ vui vui, nên muốn kể ra thử xem anh em thấy cái nào hợp lý nhất. Khả năng đầu tiên tôi nghĩ Asa có thể giúp Denji là giúp cậu học tập cho thông minh lên. Chỉ vì không biết Denji có nhờ một điều như vậy không, vì khả năng cao cậu không phải dạng thích học cũng như không thích nghe Asa giảng bài, vì Denji đã dành cơ hội vào đại học cho Nayuta. Bây giờ cậu chỉ có nước học đại cái gì đó để kiếm tiền nuôi gia đình sau khi tốt nghiệp trung học. Asa vốn thông minh và chịu khó học hỏi, cô có thể giúp Denji học tập và tìm hiểu về những kiến thức cần thiết để kiếm tiền mà không cần gian dối. Nói cái này thôi chứ tôi theo phía Denji và nghĩ Asa giảng chán ngắt thật, và tôi cũng muốn nghe mớ kiến thức mà cô kể về sinh vật biển đâu. Khả năng thứ hai là Denji muốn cô nàng giúp mình chăm sóc Nayuta và cải thiện khả năng giao tiếp của cậu bé. Denji hiện tại là trụ cột của gia đình nhưng cậu vẫn chỉ là học sinh trung học, sẽ có những thứ mà cậu không biết xử lý. Chưa kể, nghĩa vụ nuôi và bảo vệ Nayuta không rơi vào tay chính quyền, nên có khi ngoài Denji thì Nayuta không có mấy bạn bè để kết thân. Nên để Nayuta kết bạn với Asa thì có khi cô bé sẽ học được điều gì đó về cách tương tác xã hội. Asa cũng không có nhiều bạn bè và còn là một cô gái khá thông minh cũng như có cá tính. Nếu không giúp Denji học hành được thì có khi sẽ giúp được Nayuta vốn sáng dạ dãn trở nên giỏi giang hơn. Điều này cũng sẽ rất thuận tiện vì có khi Yoru sẽ bớt có thành kiến với Chainsaw Man khi biết bây giờ Denji đã la nhập với Pochita và còn chăm sóc cho quỷ chi phối, mặc dù bị Makima hành ra bã trước đây. Khả năng cuối cùng là Denji sẽ bảo Asa hẹn hò chính thức với nó. Nói gì thì nói, thằng Denji nó vẫn khát gái dữ dội. Nó bây giờ đã quá chạt và có nhiều tố chất để có ngay một cô bạn gái tử tế, nhưng vì nhiều lý do mà vẫn bị gái xung quanh cho là thằng khùng hoặc cái ghế di động, đến cả tiêu chuẩn chọn bạn gái mà cũng chỉ gói gọn trong câu một con nhỏ cực vã thèm hơi cha là hiểu, vì bản thân nó cũng vã gần chết thì ăn mày đòi soi gấc làm quái gì. Yoshida lúc quyết định mai mối cho hai người này chắc cũng tự nhủ, sao trong một thời gian ngắn lại gặp được hai đứa ố rể thiếu liêm sỉ thế. Vốn dĩ Denji và Asa có khá nhiều điểm tương đồng và ăn ý với nhau, còn như duyên cặp kè thử đi. Tôi thấy cái chương 116 không khác gì thồn cơm chó và họng độc giả cả. Nói chung là cách tương tác rất dễ thân và dễ bỏ qua cho nhau mỗi khi cãi vã. Chưa kể, ngoài tính cách khó đỡ và hành vi khó đoán ra thì có những chi tiết nhỏ nhỏ cho thấy suy nghĩ của cả hai đều có phần tương đồng. Ở chương 102, Denji sẵn sàng kệ mẹ tính mạng của học sinh lẫn một nhóm người già trong xe để cứu một con mèo. Đến chương 112, Asa lại nói cô thà giết người còn hơn giết con mèo. Đúng là hoàng thượng vạn tuế hả? Denji mà cặp được với cô nàng vừa quan tâm vừa sai mình như chó thì cũng thấy hợp gu của cậu chàng đó dở ấy chứ. Ý là mấy cô nàng thích làm xếp chuyên trèo lên đầu Denji ngồi đấy. Sim! Nếu không phải một trong những điều trên nữa thì tôi không biết Denji muốn Asa thực hiện điều ước gì. Chắc mời gọi Asa cung cấp nhà băng để làm giàu quá. Hai, thân phận của Yoshida. Yoshida có phải quỷ cái chết hay không? Chắc do thần thái nhìn nguy hiểm quá nên ở chương 115, dù Yoshida mới nhắc một câu đến quỷ cái chết đã có ngay giả thuyết rằng cậu ta là trùm cuối. Để đáp lại giả thuyết này một cách nhanh gọn thì tôi nghĩ là không phải. Ý tưởng đó nghe rất là ngầu nhưng mà nhìn lại tổng thể về Yoshida thì nó khá là vô lý. Trước hết, theo tôi thì cái câu mà Yoshida nói với Denji có ý nhắc khéo rằng mình cũng sợ chết. Người chứ có phải robot đâu mà không sợ kéo còi khi nghĩ đến việc mình sắp tạch. Và trước đó cậu ta cũng nói đã tiến tới việc chấp nhận cái chết rồi, nên nó tiếp thế cũng tự nhiên thôi. Nếu dùng logic bình thường và những gì đã biết về quỷ giới cũng như năng lực của Chainsaw Man để suy nghĩ, thì tôi cho là ai cũng luận ra được khả năng rằng khi Chainsaw Man ăn quỷ cái chết, nỗi sợ về cái chết sẽ biến mất. Vì vậy tôi nghĩ câu này được Yoshida nói ra một cách hoàn toàn ngẫu nhiên để đùa theo kiểu triết lý nhằm khiến tình hình tươi tỉnh hơn chút. Điểm đầu tiên khiến tôi không cho rằng Yoshida là quỷ cái chết là do Fami không nhận ra Yoshida. Ngớ ngớ như Yoru thì có thể không nhận ra chị mình chứ chẳng lẽ Fami thông minh và nhẹ bén thế mà lại không để ý nếu Yoshida có điểm gì giống quỷ cái chết. Mắt của cậu ta cũng không có hình đồng tâm đặc trưng của hội tứ kỵ sĩ và cậu ta cũng không có vẻ gì là muốn liên lạc ba con quỷ còn lại. Chưa kể ngay từ đầu, Makima cũng chẳng có thái độ đặc biệt với Yoshida và Yoshida cũng chỉ tìm hiểu cho rõ rồi tránh né để không bị cuốn vào vụ việc quá sâu. Điểm thứ hai là Yoshida trước đây đã ký khế ước với quỷ bạch tuộc, ngoài ra cậu ta còn ký khế ước nào khác thì không rõ. Theo chúng ta được biết thì ký khế ước chỉ được ký kết giữa người và quỷ, những con quỷ chiếm xác người như Power cũng không tham gia khế ước được, vậy nên có thể cho rằng Yoshida là người. Nếu Yoshida không phải con người thì khả năng cao nhất có thể xảy ra là Yoshida đã ăn một phần quỷ bạch tuộc và có được năng lực đặc biệt kia, như cái cách mà Santa Claus đã làm ở chương 66 thôi, nhưng cậu ta vẫn còn cần phải triệu hồi quỷ bạch tuộc nên tôi đoán là chẳng có chuyện đó đâu. Đồng thời cũng nên thêm vào khả năng rằng Yoshida đã ký thêm khế ước với con quỷ khác ngoài quỷ bạch tuộc hoặc là có xuất thân khá bá đạo, chứ làm quái nào tôi tin được một thằng học sinh cấp 3 lại có thể mạnh hơn đa số dân truyền khi dám khiêu chiến lại với hybrid quỷ nỏ. Đến Kishibe còn phải ký khế ước với ba con quỷ đến mức không còn gì để trao đổi.
và quỷ bạch tuộc nghe cũng không phải là quá ghê gớm để có thể áp đảo những con quỷ đặc biệt như hội quỷ vũ khí. Tôi từng chém gió là có khi Yoshida ký thêm khế ước với quỷ cá chết nên khá chắc kèo vụ này. Nếu không phải quỷ cá chết thì chắc cũng là quỷ cá chết hay là cái gì đó, vì mắt Yoshida nhìn giống cá chết lắm. Cấm anh em ý kiến tôi chơi chữ kiểu gì mà nghe chuối thế. Asa cũng thừa nhận là cá nhìn giống động vật chết thấy ghê ghê nên chắc là có quỷ cá chết chứ gì. Đến mấy loại nghe hề hước như quỷ cà chua hay quỷ nho còn tồn tại cơ mà. Điểm thứ 3, có vẻ Yoshida không có sức mạnh áp đảo như hội tứ kỵ sĩ. Cậu ta từng bị hybrid của quỷ nỏ là Quan Si đập cho hai trận thua tanh bành và không có vẻ gì là đang diễn kịch hay giấu nghề cả. Chưa kể Yoshida tiếp cận Denji để làm theo nhiệm vụ được giao do có kinh nghiệm từ trước, chứ không phải đang chủ động tìm kiếm như Yoru hay Fami. Chung cuối mà lại đang mất công bảo toàn danh tính cho nam chính chùm sò của chuyện thay vì nhân cơ hội dìm chết đối phương thì nó lại trái ngang lắm anh em ạ. Nhất là sau khi trên Soman từng đấm nhau cực mạnh với hội tứ kỵ sĩ nữa. Thực ra việc Yoshida là quỷ bóng tối nếu có lỡ thành thật thì tôi cũng không thấy lạ. Chỉ là không biết việc đó sẽ được giải thích ra sao cho hợp lý. Tôi vẫn cho là Fujimoto sẽ cho Yoshida quả quay xe cực gắt, nhưng không phải là về việc cậu ta là quỷ cái chết, mà vì cậu ta không hoàn toàn về phe chính diện, hay là phản anh hùng, hay là ký khế ước với quỷ gì đó. Nói thật thì tôi cũng đồng tình với ý kiến của một số bạn cho rằng, so với Aki thì Yoshida có phong cách giống Makima hơn. Và sự so sánh này cũng dẫn đến một khả năng cực ảo là Yoshida và tổ chức đứng sau cậu ta mới là kẻ đang thao túng Denji để khiến Chainsaw Man xóa đi nỗi sợ về cái chết. Makima là người đích thân yêu cầu thuê Yoshida khi Yoshida còn là một thợ săn quỷ tư nhân. Chắc hẳn cô nàng cũng biết rằng khả năng của cậu ta rất được. Yoshida cũng tiếp cận Denji bằng việc cho cậu ăn một bữa ngon lành, trả tiền một cách rất hào phóng, tìm cho Denji một bạn gái đúng ý, luôn giám sát Denji để xem mọi thứ có đúng định hướng hay không, và đe dọa sẽ sẵn sàng can thiệp khi Denji định bất tuân. Nhưng điều này khi so sánh với Makima nhìn cũng khá là giống đấy chứ. Nếu vậy thì bộ ba nhân vật chính ở phần này sẽ là Asa, Denji và Yoru, chứ không phải Yoshida, vì đằng nào Asa và Yoru cũng đang kẹt với nhau mà. Thêm nữa, tại sao Yoshida không thẳng thắn nói ra tổ chức mà cậu ta đang làm việc nếu nơi đó là Hiệp hội Bảo trợ Thợ săn quỷ? Yoshida thường nói dối khá kém nên việc cậu ta nói tổ chức này không độc ác đâu và họ chỉ muốn bảo vệ Denji để thuyết phục ngang với việc cậu ta bảo mình tình cờ đến thủy cung hôm Denji và Asa hẹn hò là vì thèm ngắm cá vậy. Tôi đoán có thể Denji đang cố tránh hiệp hội vì trước đó Kishibe giao cậu nuôi Nayuta và tránh để cô bé rơi vào tay chính phủ, nên sẽ có hai khả năng. Hoặc là Yoshida đến từ tổ chức riêng biệt mà Kishibe hay ai đó lập ra để cách ly Chainsaw Man và Nayuta với chính phủ, hoặc là cậu ta đang làm tay sai cho một bộ phận đặc biệt của chính phủ được lập ra để tận dụng Chainsaw Man. Nói thêm lạc đề một chút, dù Kishibe đề cao năng lực của Yoshida khi khiêm tốn nói rằng nếu Yoshida hạng 3 thì chắc ổng hạng 4, nhưng nếu phải so sánh năng lực một cách thật lòng thì tôi cho rằng người mạnh nhất trong Hiệp hội Bảo trợ Thợ săn quỷ hiện tại vẫn là Kishibe hoặc Denji, vì chính Denji được Kishibe thừa nhận là người phù hợp nhất cho công việc này. Kishibe đã già rồi nên chắc cũng cần người kế nhiệm, cơ mà đầu óc Denji quá ngáo để theo chân Kishibe, còn phong cách của Kishibe và Yoshida thì có phần giống nhau, nên tôi cho là có thêm khả năng Yoshida sẽ tiếp nối con đường của Kishibe thay vì theo phe quỷ. Tuy nhiên, bây giờ Kishibe đang làm gì hay giữ chức vụ nào thì chưa biết được, nhưng có thể thấy rằng Kishibe không hoàn toàn muốn tuân theo chính quyền nên có lẽ cách ông ta hoạt động trong hiệp hội cũng sẽ cẩn trọng hơn trước. Tôi chém gió xong rồi đấy, nó dài quá không biết có lạc đề không, nhưng mong là anh em xem hết và cảm thấy giải trí. Khi nghĩ đến những điều này tôi cũng thấy có mùi bú cần quá, nên anh em cứ xem cho vui thôi nhé. Dù gì chuyện của Tatsuki Fujimoto cũng gây lú sẵn rồi, nên tôi ghé bạo để gây lú thêm cũng có làm sao đâu nhỉ. Sản phẩm mới anh em ơi. Anh em chưa thấy sản phẩm ưng ý, chưa thấy waifu của mình lên sóng, đừng lo. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật mỗi ngày những sản phẩm mới để phục vụ anh em. Mỗi một đơn hàng của anh em sẽ là động lực và nguồn kinh tế rất lớn giúp HD Tập tiếp tục phát triển và xây dựng content chất lượng phục vụ anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.